giống tâm hồn. Phương Huyền rất vui khi gặp lại những thính giả của chương trình Hạt giống tâm hồn. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 45 thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, với chương trình Hạt giống tâm hồn thì chúng tôi luôn luôn mong muốn chuyển đi những thông điệp yêu thương. Qua đó thì cũng hy vọng rằng Hạt giống tâm hồn sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đẹp hơn về cuộc sống này, về những yêu thương luôn hiện hữu ở trên cuộc đời này. Và với chủ đề vòng tay ấm ngày hôm nay, chương trình sẽ chuyển đến quý vị một câu chuyện về một người thầy giáo cả cuộc đời, sống vì sự nghiệp giáo dục, vì những em học sinh thân yêu. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình thì cho Phương Huyền được gửi lời cảm ơn tới đơn vị thực hiện, công ty sách First New Trí Việt, đơn vị đồng hành cà phê Passio cùng nhà tài trợ của chương trình, công ty Roto Mentholatum Việt Nam. Never say never. Never say never. Roto, 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 Roto. Khó nhắm, khó mở, chớp mắt càng rát, dấu hiệu của khô mắt. Virotone Dry Eye dùng cho mắt khô với Hydroxy-18 Cellulo. Virotone Dry Eye bổ sung mống mắt nhân tạo giúp duy trì độ ẩm. Không dùng Virotone Dry Eye cho người tắc nghẽn mắt và bệnh cảm với các thành phần của thuốc được kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Adalabo, da cần nước để trong mướt mỗi ngày. Thằng dưỡng ẩm với dung dịch Adalabo Eva Nourish. Hệ dưỡng ẩm sâu HA bổ sung nước, ngậm nước, giữ nước, cho da ẩm mượt, săn chắc. Vỗ nhẹ, wow, da trong mướt, thích quá. Hôm nay bạn đã dưỡng ẩm với Hadalabo chưa? Đủ ẩm, da trong mướt ngay thôi. Hadalabo. Nhanh lên, nhập tiệc nào. Remus. Remus, chuyên gia về mũi, xịt xịt, thoa thoa, an toàn và hiệu quả. Bảo vệ gia đình khỏi mọi vấn đề do mũi. Bảo vệ da, mũi bay xa. Remus. Không được trẻ dưới 4 tuổi. Thay cách nhìn cuộc sống, đổi cảm nhận cà phê. Basio, cà phê của sự khác biệt. Vâng, thưa quý vị, như đã nói thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một thầy giáo, một người mà Phương Huyền tin rằng những ai mà từng gặp qua, từng trò chuyện với thầy thì hẳn sẽ nhớ mãi cái dáng người nhỏ nhắn, một cái nụ cười hiền và một cái cách nói chuyện điềm đạm. Đó là thầy Nguyễn Thanh Hải, hiện là hiệu trưởng của Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Thạnh Lộc, quận 12. Đây là một cái người mà trước đây Phương Huyền cũng đã từng được tiếp xúc, từng được trò chuyện với thầy và cũng đã viết về thầy. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Hạt giống tâm hồn muốn chia sẻ lại cái câu chuyện này. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn đại sứ của chương trình, nhà văn Trần Minh Hợp. Minh Hợp xin kính chào tất cả các vị thính giả của chương trình Hạt giống tâm hồn. Thì hôm nay rất là hạnh phúc khi được chị Phương Huyền mời chia sẻ một câu chuyện rất đẹp của đời sống, mà ở đó những cái lặng thầm của những cái đời người quanh mình làm cho tinh thần và cuộc sống của mỗi chúng ta, của tất cả luôn được chia sẻ và cảm thấy ấm áp rất nhiều. Dạ, vâng, với nhà văn Trần Minh Hợp thì cũng có một lý do để Phương Huyền mời tới vòng thu này, bởi vì những nhân vật trong các câu chuyện của Trần Minh Hợp, Minh Hợp quan tâm rất nhiều đến thân phận con người. Bên cạnh đó thì Trần Minh Hợp hiện cũng đang làm việc tại một trường học, đúng không ạ? Hợp có thể giới thiệu thêm với mọi người ạ. Xin cảm ơn chị Phương Huyền với thông tin này. Thì hiện nay cũng chia sẻ với vị thính giả là tôi đang dạy học tại trường Đại học An ninh Nhân dân. Và cũng rất là hạnh phúc khi mà được tiếp cận câu chuyện ngày hôm nay của chị. Đó là câu chuyện về người thầy, một người đồng nghiệp với mình, và những tấm gương, và với những chia sẻ, với những cái trái tim nghề nghiệp như vậy sẽ làm mình ấm áp và mình nhận được rất nhiều từ câu chuyện này. Dạ, vâng. Biết đâu rằng qua câu chuyện này thì thầy giáo trẻ Trần Minh Hợp cũng sẽ có thêm được những cái nguồn động viên tinh thần, không ạ? Dạ, rất là. Bởi vì rằng là mình biết rằng cái nghề cầm phấn,
cái nghề đứng trên bục giảng là một cái nghề rất là khó khăn. Đặc biệt là ở cái thời buổi này thì mọi người vẫn nói là cái công việc này nó không dễ dàng chút nào, và phải là những cái người thực sự có tâm. Thì với những người thực sự có tâm thì cái công việc này nó lại càng quý giá nữa, đúng không ạ? Dạ, với những áp lực hiện nay về kiến thức, về cuộc sống, mọi thứ, thì quan trọng là mình phải để trái tim của mình là yêu cái công việc này, yêu cái nghiệp này, để mình vượt qua hết tất cả và mình được đứng vững, một đứng tốt trên bục giảng. Có lẽ rằng là nếu không thực sự yêu nghề thì có nhiều con đường khác để chúng ta chọn. Dạ, vâng, đó là một cái câu chuyện dài. Tuy nhiên thì hôm nay cùng trở lại với câu chuyện của Hạt Giống Tâm Hồn, với nhân vật mà chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Thì đầu tiên Phương Huyền muốn mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe những cái lời sẻ chia tâm sự của chính những học trò của thầy. Thực sự thì ở cái trung tâm này, đối tượng học trò khá là đặc biệt, đó là các em học sinh cấp 1, cấp 2, những em mà gia đình khó khăn, những em mà con em công nhân từ những cái vùng quê xa lên. Có thể rằng là ba mẹ các em không có cái điều kiện cho các em đi học, thiếu giấy tờ, thiếu đủ thứ thì các em đến với nơi này. Ngoài ra thì Phương Huyền thấy là có những người, Phương Huyền từng nhớ là mình từng trò chuyện với những người mà đã trên 60 tuổi, những người mà ở trong câu lạc bộ hưu trí rồi thì họ vẫn đến với ngôi trường này. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ gặp người mà đã đi thực hiện cái cuộc trò chuyện, gặp gỡ từng nhân vật tại cái trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, quận 12 này. Đó là phóng viên Ngọc Thảo. Phương Huyền muốn nghe cái chia sẻ của Ngọc Thảo, muốn Ngọc Thảo nói một chút xem là hiện tại thì cái trung tâm học tập cộng đồng này nó như thế nào, nói một chút về cái cơ sở cũng như là cái hôm mà Ngọc Thảo đến đó ạ. Thật sự thì Ngọc Thảo tại vì nhà cũng gần cái khu vực này nên cũng biết được cái trung tâm học tập cộng đồng này từ rất là lâu, và cũng có dịp đi vào trung tâm học tập này vài lần. Nhưng mà có thể nói là cái lần mà Ngọc Thảo đến vào cái hôm vừa rồi thì chủ ý của Ngọc Thảo là không có báo trước với thầy luôn. Và mình đến rất là đột xuất để mình âm thầm lặng lẽ mình quan sát xem những cái lớp học này, các bạn học như thế nào, rồi thầy cô giáo dạy ra sao. Và đặc biệt là cái người mà Ngọc Thảo để ý đó là cái nhân vật của Hạt Giống trong số này, đó là thầy Hải. Thì có thể nói là sau khi quan sát xong thì mình cảm thấy là cái không khí học tập ở đây phải nói là cũng khó có cái trung tâm học tập cộng đồng nào mà có được cái không khí học tập như thế này. Bởi vì các em rất là chăm chú, mà phải nói là tức là không có nói chuyện trong lớp luôn, tức là các em rất là tập trung. Còn thầy cô giáo thì không chỉ là đứng ở trên bục giảng mà trong lúc giảng thì đi xuống tận nơi, đến gần các em, chỉ bảo các em, và có cái sự tương tác giữa thầy trò rất là cụ thể. Và sau khi mà Ngọc Thảo quan sát rồi đến một vài cái lớp học đứng ở ngoài xem thì đi vào cái phòng của thầy Hải thì thấy có một điều, tức là thầy đang ngồi ăn cơm. Ngọc Thảo cũng hơi đường đột, cũng với một cái phong thái của người thầy rất là điềm đạm, rất là từ tốn, và đến chào Ngọc Thảo. Và khi mà Ngọc Thảo vừa nói là dạ con ở Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, là thầy nhớ ngay Phương Huyền. Mà phải công nhận, tức là thầy có một cái trí nhớ rất là siêu phàm. Thầy nhớ Phương Huyền. Rồi lúc mà Ngọc Thảo hỏi đến những cái mà gọi là ký ức của thầy về những cái năm tháng đầu gắn với nghề sư phạm như thế nào, những cái năm đầu gắn với trung tâm học tập cộng đồng này như thế nào, rồi tiền lương thầy kể ra sao, rồi ai mà hỗ trợ thầy những cái gì á, là thầy nhớ rất là chi tiết, cụ thể tên và cái số lượng như thế nào luôn. Rồi thầy kể rất là nhiều, mà phải nói là cái băng này Ngọc Thảo edit cũng rất là lâu. Dạ đúng rồi, 3 tiếng đồng hồ để lấy lại khoảng hơn 10 phút. Mà phải nói là ngồi hai thầy trò nói chuyện với nhau rất là say sưa, mặc dù Ngọc Thảo không có học thầy ngày nào, nhưng mà từ những cái lời nói của thầy á, mình cảm nhận được đúng là một cái người thầy gọi là âm thầm lặng lẽ, và đúng là không chỉ là một người thầy như các bạn học sinh ở đây có chia sẻ, mà đúng là như một người cha, một cái người giúp đỡ, một cái người đỡ đầu, một cái người cưu mang những cái hoàn cảnh khó khăn luôn. Không chỉ truyền kiến thức, không chỉ truyền những cái gọi là làm thế nào để học tốt, làm thế nào để sống nên người, và làm thế nào để các bạn vững bước hơn trên cái con đường sau này của các bạn nữa. Còn về cơ sở vật chất ở trường thì Thảo thấy như thế nào ạ? Cơ sở vật chất thì ngôi trường vẫn với diện tích như vậy thôi, nhưng mà hiện nay thì cũng khá là tươm tất, bàn ghế bảng đồ này kia cũng khá là tươm tất. Nhưng mà thầy nói có một cái cũng hơi khó khăn trong cái lúc mà kêu gọi các em
tụ họp các em lại á, để tập hợp các em lại á, thì thầy nói là tức là bình thường vẫn sử dụng miệng thôi, tức là giờ đó nên thầy nói là phải chi mà có một cái loa hay là cái micro gì đó để tập hợp này kia các em lại thì nó sẽ dễ dàng hơn cho thầy, tại vì tuổi cũng già rồi, sức cũng yếu, hơi yếu rồi và giọng nói cũng có phần hơi giảm hơn so với hồi trước rồi, nên thầy mong muốn là có được cái điều đó để hỗ trợ nhà trường trong cái công tác mà giảng dạy cũng như là tập hợp các em trong những cái hoạt động ngoại khóa. Nghe xong đoạn trò chuyện vừa rồi thì cái cảm xúc của nhà văn Trần Minh Hợp như thế nào ạ? Khi nghe đoạn nói chuyện của chị Thảo và chị Huyền thì em hình dung ra ngôi trường. Em ngồi em hình dung ra là một sự mộc mạc và sự chân thành của những người thầy, người cô đó đối với các bạn. Và em cũng hình dung được hạnh phúc của chính các bạn mà không có cơ hội đi học như vậy và đến đây được học chữ rồi được cùng nhau sinh hoạt trong một cái không gian nó sức ấm cúng như vậy, và chắc hẳn các bạn sẽ hạnh phúc, chắc hẳn các bạn sẽ không nghĩ rằng cuộc sống của mình nó lại có những giây phút đẹp như vậy. Vâng, tiếp lời của nhà văn Trần Minh Hợp thì xem thực sự xem là đối với các bạn đến với ngôi trường này các bạn học như thế nào và cái cảm nhận của chính các bạn như thế nào, thì Phương Huyền mời nhà văn Trần Minh Hợp cũng như quý vị thính giả chúng ta sẽ nghe chia sẻ của những học sinh rất là đặc biệt ở đây. Khi bắt đầu lên lớp 8 á, thì em có xin ra đây em ở với thầy. Hồi đó em cũng chưa tham gia đoàn, em nhát lắm. Cái nhà thầy với hướng dẫn từng đi từng tí á, em sai cái nào thầy nói cái đó. Thầy nói thẳng luôn, không có chừa chỗ nào luôn. Nói chung là sửa cái ngay tính của mình đi. Thầy uốn nắn, dạy dỗ, dạy kiến thức, về kiến thức của xã hội nữa. Nhiều cái thì thương lắm, nói chung là thầy nuôi nắng em. Quan tâm coi như là người cha thì hồi lớp 5 giờ, rồi đó phải là 7 năm rồi. Thì ở với thầy thì em dần dần quen tính thầy, cũng học được nhiều cái tính của thầy. Nhưng mình học có tính một người lãnh đạo, một người nhà giáo, một mẫu mực. Đây là một cái trường mà người thầy là một người lãnh đạo âm thầm lặng lẽ. Thầy rất là thương học trò, cho dù tuổi thầy đã cao. Nhưng mà thầy khi đến đây thì học thì không phải chỉ học về kiến thức trong con đường học vấn, mà là học luôn cả kiến thức về làm người nữa. Thầy dạy rất là hay. Những cái hoàn cảnh trong cuộc đời những người nào bất hạnh, không may để kém phần trí tuệ, như là không đủ điều kiện để nhận biết học thức, thầy cũng về đây, thầy cũng cô mang, thầy cho ở lại, thầy cũng nuôi cơm, rồi thầy cũng tạo điều kiện cho mọi học sinh đến đây học an tâm để đi học. Vâng, cái đoạn băng mà chúng ta vừa nghe, hai đoạn băng, một đoạn là quý vị đã rõ là một em học sinh vào ở với thầy, nhận được cái tình yêu thương của thầy, và cái đoạn băng sau là sư thầy Thích Trung Tịnh ở tu viện Khánh An, quận 12. Nếu mà quý vị không hiểu rõ thì sẽ thắc mắc là thực ra ở đây có những cái đối tượng như vừa nói đó rất rất là đặc biệt. Và bản thân Phương Huyền thì có một cái may mắn cách đây 5 năm, 6 năm khi mà thực hiện cái bài viết về thầy thì được ngồi với những học trò của thầy, được dự một cái buổi lễ ngày 20 tháng 11 tại trung tâm. Thì nó có nhiều điều xúc động lắm, vì những học trò của thầy khi mà nói là nói về thầy á, không biết phải dùng từ gì để mà nói cho hết cái tình cảm của mình. Chắc là cái việc học cũng như là những cái tình cảm mà những cái anh chị và những cái em học sinh tại ngôi trường của thầy nhận được á, nó khác, nó không có bình thường và nó không có một hình ảnh rất quen thuộc tại các trường chúng ta thường thấy. Nó đặc biệt từ cách dạy, từ những câu chuyện cuộc đời và những sự quan tâm bên ngoài cái câu chữ bên ngoài những trang vở của các bạn á, của các anh chị đó, thì nó quá lớn và những cái điều chia sẻ nó đã vượt qua kiến thức, nó vượt qua những cái gì mà những ngôi trường bình thường mà một người sinh học sinh bình thường nhận được, mà đó là những tình cảm nó tốt hơn, nó ấm cúng hơn. Vâng, đúng như Trần Minh Hợp nói thì cái cảm nhận của Phương Huyền ở đây rằng là cái điều mà níu giữ mọi người, bởi vì mình biết là với những cái trường hợp khi mà mọi người đến đây học thì có những cái hoàn cảnh khác nhau, đôi khi cái cuộc sống đưa đẩy mà họ không thể giữ lớp, không thể bám lớp được. Rất là dễ, các bạn mà học ở trung tâm giáo dục thường xuyên hay trung tâm học tập cộng đồng á, cái chuyện mà học rồi chán rồi bỏ học rồi là vì công việc, vì mưu sinh đủ thứ hết. Nhưng có lẽ ở đây là các bạn còn giữ được cái tình yêu, còn ngồi trên bục giảng không chỉ vì cái kiến thức, vì con chữ, mà vì cái tình sâu nặng của thầy, tình sâu nặng, quá sâu nặng của thầy, đúng không ạ? Em cũng nghĩ một cái điều như chị, đó là những
cái hạt giống bên trong mỗi anh chị, mỗi các bạn học sinh đi học đó, bao nhiêu khó khăn, cuộc sống nó tác động đến mức nó xô đẩy đến mức mà phải chấm dứt chuyện học đúng như cái tuổi của mình, mà từ đó các bạn vẫn trở lại trường và với những cái ước mộng, ước nguyện của mình tiếp tục câu chữ, tiếp tục gieo trồng cho mình những cái điều tốt hơn bằng chính ngôi trường của mình, thì người gieo trồng đó, người tạo ra những cái hạnh phúc đó chính là người thầy, chính là thầy của mái trường này. Dạ, vâng, với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì khi mà Minh Hợp nhắc tới hạt giống, nhắc tới chữ gieo trồng như cái chương trình của chúng ta, thì Phương Huyền lại có một cái mong muốn khác hơn nữa, đó là cái câu chuyện này, người thầy này không chỉ truyền đi cái cảm hứng yêu thương trong cuộc đời này, mà hy vọng là qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ có những cái anh chị, những cái em, những cái bạn khác mà đã lỡ cái chuyện học của mình giữa chừng thì có thể tìm đến với Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Thạnh Lộc, quận 12. Và ở nơi đây thì mọi người không chỉ được học những kiến thức ở trên trang sách mà còn được học những bài học làm người. Và tiếp nối câu chuyện này thì Phương Huyền mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe mẩu chuyện Điểm Tựa được trích từ tập sách Hạt Giống Tâm Hồn của First News do Mai Trinh thể hiện. Trong buổi trò chuyện thân mật giao giờ dạy cuối năm của khóa sinh viên sắp ra trường, một sinh viên đã hỏi người thầy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống cần phải gìn giữ. Người thầy hỏi lại cả lớp. Câu hỏi của em rất hay, vậy theo các em điều gì là quan trọng nhất? Rất nhiều ý kiến cho rằng tình yêu, tình bạn, nghị lực, ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự là điều quan trọng nhất. Chờ cho cả lớp yên lặng, người thầy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài và chậm rãi nói. Cuộc sống phía trước của các em sẽ rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta không thể dự báo điều gì đang đón chờ chúng ta, niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh. Nếu biết trước mọi thứ thì cuộc sống sẽ không còn thú vị nữa. Nhưng có một điều quan trọng mà mỗi người cần luôn gìn giữ, đó là điểm tựa. Một điểm tựa tinh thần, vô hình. Đó có thể là một điều rất giản dị, thân thương trong ký ức mỗi người, như hình ảnh mái trường thời thơ ấu, ánh mắt một người bạn đã xa, một bài hát yêu thích, một câu chuyện xa xưa, bóng dáng mẹ hiền hay một người thân yêu nhất. Theo thời gian, những ký ức ấy trở thành niềm tin mà mỗi khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta sẽ nghĩ về để định hướng phải làm gì và nên như thế nào. Điểm tựa đó mang đến cho chúng ta nghị lực, ý chí, giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống, tình yêu trọn vẹn như vốn có. Chúng ta sẽ có đủ lòng kiên trì và sức mạnh để vượt qua. Điểm tựa đó sẽ không phai nhạt theo thời gian, mà sẽ giúp cho các em luôn cảm nhận đúng về bản thân của mình, về những điều đang và sẽ diễn ra xung quanh. Ký ức đó cần được nuôi dưỡng, giữ gìn hơn bất kỳ điều gì khác. Lời dạy giản dị của người thầy năm xưa đã theo tôi suốt những năm tháng sau khi ra trường. Cuộc sống có biết bao biến đổi, tôi đã trải qua nhiều công việc khác nhau, gặt hái nhiều thành công và cũng không ít lần thất bại. Đôi khi mất phương hướng, tôi đã tìm cách thay đổi điểm tựa mới. Nhưng sau cùng tôi nghiệm ra rằng, điểm tựa tinh thần của ngày đầu mới thật sự là của riêng mình và vô cùng quan trọng. Chính nhờ điểm tựa đó mà tôi đã thoát khỏi những chuỗi ngày mây đen che phủ, tìm lại được ý nghĩa và niềm tin trong cuộc sống, tìm lại được chính mình. Và tôi hiểu rằng không ai có thể lấy điểm tựa của người khác làm điểm tựa cho mình được cả. Xin cảm ơn thầy, và hôm nay tôi viết ra đây để chia sẻ với tất cả các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những lời dạy bảo, những lời sẻ chia của thầy đôi khi chỉ là những điều rất đơn giản trong cuộc sống thôi, nhưng nó có thể đi theo chúng ta suốt cuộc hành trình của cuộc đời mình. Và những câu chuyện từ thầy Nguyễn Thanh Hải, người thầy của những học trò nghèo, những học trò đặc biệt, là câu chuyện để lại nhiều ấn tượng trong lòng mỗi người. Thầy đã sống và làm việc như thế nào, với tâm niệm ra sao? Chúng ta cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện của phóng viên Ngọc Thảo. Em có nhớ là em đã từng nghe nhắc đến cái biệt danh đó là hiệu trưởng đi bộ á thầy. Thì thầy nói một chút xíu sao thầy thì có cái biệt danh này thầy? Tại vì hồi xưa đó, lúc giải phóng con biết là ở đây dùng ở đây là đi bộ không à. An Phú Đông lên cũng đi bộ, Dị Bình xuống cũng đi bộ hết dữ lắm. Có những hôm nào mà phải đứng lớp chăm sóc cho các em học sinh yếu kém. Thứ nhất là gần thi nè. Đó, thì tất cả các em học sinh mà yếu kém là thầy lo.
Hồi đó cái đường này nó vắng, hai bên ta trồng mía sợ lắm. 2 giờ chiều, 3 giờ chiều là không có khách vãng lai đi rồi. Nó cực khổ nhất là đi họp ở trên phòng giáo dục huyện Hóc Môn. Thầy đi là lên đúng giờ. Ở đây là cái tỷ 1 giờ rưỡi họp. Thì ở đây thầy đi là 10 giờ rưỡi thầy đi rồi. Không biết là trong ký ức của thầy này còn nhớ những cái ngày tháng đầu tiên mà thầy đến với cái trung tâm học tập cộng đồng ở phường Thanh Lộc không? Những cái ngày tháng đó như thế nào? Những cái ngày tháng đó là thầy cầm cái giấy quyết định về hưu ra khỏi trường phổ thông cơ sở Thành Xuân. Thì bên ủy ban nhân dân phường mời thầy Hải vào. Có nói thôi thì thầy đã gắn bó đây lâu rồi. Thì giờ thầy xuống thầy coi dùm tụi tôi. Thầy cũng là quỹ dương ở trong cái ban chủ nhiệm của trung tâm học tập cộng đồng phường Thịnh Lộc, coi gì cái mặt học tập đó, nên thầy biết từ đầu tới đuôi cái mục đích yêu cầu thành lập cái trung tâm học tập cộng đồng nó như thế nào đó. Thì thầy cười thầy nói thầy á, bây giờ thầy đang buồn ngủ mà thầy gặp được chiếu manh ha. Đó, thầy nói nhiều mấy người đó cười quá chừng luôn. Đó, thì bắt đầu từ đó là thầy xuống như này với những cái gì mà tôi còn đang gian dở thì tôi sẽ làm cái sự nghiệp giáo dục, làm theo như bác, học tập suốt đời. Thì ở đây thì thấy thầy dạy, rồi người ta đồn, thì từ từ cái việc mà mở về cái trung tâm học tập cộng đồng đó, nó được đi tiến ra xa. Hồi đầu á thầy, trung tâm học tập cộng đồng của mình chắc cũng thiếu thốn nhiều thứ lắm mà thầy. Rồi thầy đi vận động sao để cho nó trang bị đầy đủ hơn hay? Thì hồi trang bị đầy đủ này thì cơ sở vật chất này đó thì mới ban đầu các tỉnh phía Nam, cũng là cái thành phố Hồ Chí Minh chọn cái địa bàn quận 12 phường Thành Lộc để lấy cái cơ ngơi này sửa sang lại. Đủ hay thiếu gì là cũng do mình thôi. À, cái tâm mình á, như bác cái gì mình làm theo đúng cái lương tâm của mình. Khó khăn, đồng ý là khó khăn, đồng ý là thiếu thốn, nhưng mình làm được thì mình cứ làm. Rồi khi mình làm rồi thì nó sẽ có những cái phát sinh mà người ta thấy được. Cũng như con vô con nhìn thầy làm từ sáng mơ tới chiều tối, thấy chắc mệt lắm. Người nào con thầy cũng như nó sao thấy không có người, nhưng mà cái đó là cái hạnh phúc của thầy. Rồi bao nhiêu sự mệt nhọc, bao nhiêu chữ ấy là nó đi theo, nó quyện theo cái hạnh phúc đó và nó đi mất. Có mình thầy rằng là không có gì mà phải khó khăn thiếu thốn này cái nọ đó, thì mình làm đi rồi thì mình sẽ có, chắc chắn là sẽ có người hỗ trợ. Thầy tin điều đó. Một cái cuộc trò chuyện mà khiến cho Phương Huyền hình dung lại cái căn phòng của thầy. Cái căn phòng của thầy, một cái căn phòng nó nằm kế bên cái lớp học. Được biết là thầy có gia đình, có con ở Phú Nhuận, rồi điều kiện cũng rất là khá, nhưng mà thầy đã chọn cái nơi này như là một cái nơi để mà làm tiếp cái sứ mệnh, cái nhiệm vụ của thầy. Như thầy nhắc cái câu là buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy đó. Qua câu chuyện của thầy trò chuyện thì em thấy được là thầy đã có cách lựa chọn hạnh phúc của mình, hạnh phúc từ những điều giản dị, hạnh phúc thậm chí là thụ hưởng những cuộc sống nó tương đối đầy đủ như gia đình của thầy. Yeah. Thì thầy không lựa chọn chuyện đó mà thầy chọn cách sống nó bình an hơn, nó thanh nhàn hơn, và nó cống hiến và làm những công việc mà khiến thầy hạnh phúc. Và thầy nghĩ là hạnh phúc nó không phải là những gì bên ngoài mà nó ngay trong tim của thầy. Yeah. Yeah. Xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ nghe tiếp một cái đoạn băng để tiếp thêm cái động lực cho những ai, như vì nói ban nãy, lỡ dở cái con đường học hành của mình. Lắng nghe cái cách dạy của thầy, cái cách yêu thương của thầy đối với học sinh. Thầy đã dùng tất cả cái tình yêu thương của mình gợi trao trong từng con chữ. Thầy nói bây giờ con kèm cho thầy cái con nhỏ này nè,
nó viết chữ Y hoài, nó viết không được, em kèm nó làm sao, em cho nó viết được chữ Y. Nó viết hết, kéo xuống, rồi hất lên, rồi chấm đầu, chữ Y. Trời ơi, nó vô nó dạy, thầy ơi, nó khó quá, sao mà nó ngu. Cái thầy mới la, em hồi em vô, thầy có nói em chữ ngu không? Không, thầy lo miệt mài thầy dạy cho em, chừng nào em hiểu, thì thôi. Có nhiều khi em thấy thầy mệt quá, em nói, thấy thầy mệt quá thôi, nó hiểu phức cho rồi, để không thôi, thấy thầy mệt quá, tội nghiệp thầy. Không được, mệt là mệt, nhưng mà em hiểu thì mới được. Rồi bây giờ nè, đó, đối tượng đó, bây giờ em đóng vai là thầy nè, đó, dạy chữ Y nè. Em phải sáng tạo, em phải kiên trì, em phải làm như thế nào. Chứ mà còn em nói nó cứ ngu hoài, em cứ nói gì hoài. Thì cái con người em chưa có thi thố hết, em phải sáng tạo sao mà cho nó được. Đó, nó như trại mài mò rồi hết. Rồi sao có nó là, trời ơi, giờ thầy, em nói viết chữ Y mà nó viết chữ U được đó thầy. Nó nói, à sao mà vậy, cái này là bí mật, em không có nói với thầy biết. Để chừng nào em xong rồi thì em mới nói với thầy biết. À, thì mình biết rồi, từ khi mà nó như thế, chiều vô nó học với thầy là nó ngồi rất dễ tiếp thu. Nó còn cái vụ mà chơi game mà em biết đó, nó vô, nó chỉ cái học sinh lớp 1 hay học sinh lớp 2 gì. Cái thằng đó là lớp 8, chiều 1. Cái bữa đó nó đi vô trong cái phòng, cái mấy đứa học trò này nè, nó mới vô nó thấy, thấy anh Lợi ảnh ngồi trong phòng chơi game với thầy. Cái thầy không nói gì hết. Cái chiều nó vô, cái thầy mới nói, giờ con vô con chỉ nó lớp 2, rồi mấy học trò lớp 2, nó thấy em chơi game, mới mốt làm sao em dạy nó được. Nó mình nửa chữ cũng là thầy, mà ông thầy đi chơi game, thì làm sao được. Rồi từ đó tới sau, nó không chơi game nữa. Khi nghe sau đoạn băng này là em thấy cho mình nhiều hơn. Dạ. Đó là chuyện mà một người thầy cô phải kiên trì, phải làm sao mà để cho học sinh của mình nó hiểu bài. Yeah. Và bên cạnh đó thì ngồi trên cái việc mà nó không chỉ là trên lớp mà những cái tiết học không mà mình có thể mở rộng ra để cho sinh viên, học sinh có thể tìm tới mình, được hiểu nhiều hơn và không ngại khó cái chuyện đó. Yeah. Và thứ hai nữa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, cho nên hình ảnh người thầy, mặc dù xã hội có nói gì, mặc xã hội có rộng mở cỡ nào, có thoải mái và mọi người có thể sống mở nhiều hơn, thì yeah, hình ảnh người thầy vẫn là người thầy và mình cố gắng giữ gìn và trao chuốt chuyện đó cho bản thân mình. Yeah. Có thể nói là cái tình yêu của thầy nó quá lớn, đúng không ạ? Yeah. Chắc là với thầy thì không bao giờ có những cái lời la mắng đâu. Yeah. Gần như là không có những cái lời la mắng đâu, mà bằng ngay cả những cái học trò là khó dạy hay là ngỗ nghịch hay là gì đó thì thầy cũng dùng cái tình yêu thương để mà thu phục. Yeah. Là cái vòng tay của thầy, một cái vòng tay rất là ấm, nó luôn luôn rộng mở đối với những cái học trò nghèo, học trò khó khăn, học trò cứ là lỡ bước trên cái con đường của mình. Một cái điều em rất là phải là khâm phục những cái bạn mà từ hoàn cảnh khó khăn mà quyết tâm đi học trở lại. Thì bản thân mình thấy là cái chuyện mình học được do những điều kiện tốt và những cái khả năng được hỗ trợ từ gia đình rất là nhiều. Khi thấy những cái bạn học và những câu chuyện mà các bạn trò chuyện về lớp học của mình, từ những khó khăn các bạn đi lên, đi học, mình cảm thấy tự hào và khâm phục các bạn, vô cùng rất khâm phục các bạn. Yeah. Thể nói là ý chí các bạn nó không phải là bình thường nữa. Các bạn vượt qua những cái điều thực dụng của cuộc sống, những cái cơm áo gạo tiền hàng ngày để biết được cái điều mình muốn, cái giá trị mình muốn trong tương lai là gì. Đó là tri thức, là những cái tình cảm mà các bạn sẽ được xây dựng. Thì là một người làm nghề dạy học thì bản thân Minh Hợp rất là hạnh phúc khi thấy những cái tấm gương, những câu chuyện học tập, nhất là những bạn khó khăn như vậy, biết vượt qua những khó khăn của hiện tại và để biết được mình cần gì ở tương lai. Cái hạnh phúc đó hy vọng sẽ được nhìn thấy nhiều hơn. Yeah. Trong cái đời sống, trong những cái mảnh đời khó khăn, khi các bạn tin rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp, sẽ được tiếp diễn bằng những chữ nghĩa, bằng những cái kiến thức mình học được, thì các bạn sẽ làm được. Và cái điều đó nó không phải là gì quá lớn lao, Minh Học nghĩ như vậy. Nó chỉ là ý chí và cái sự
mình tin rằng mình sẽ làm được. Cho nên là những bạn khó khăn thì các bạn hãy thật sự an tâm, các bạn hãy thu xếp cuộc sống của mình một cách tốt nhất, và các bạn hãy đến với những lớp học như những lớp học cộng đồng của thầy Hải đây, để chúng ta viết tiếp những câu chuyện thật đẹp và làm cho cuộc sống của mình thay đổi bằng chính đôi chân, bằng chính hạnh phúc do chính mình tạo ra. Dạ vâng, có lẽ là thay đổi cuộc sống của mình thì không ai khác, chỉ có chính mình mới làm được điều đó, đúng không ạ? Và Phương Huyền tin rằng là đến với những nơi như trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, quận 12 của thầy Hải thì các bạn sẽ nhận được nhiều điều như những học sinh ở đây đã chia sẻ, và có thể nghĩ rằng là cái việc học nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà những cái lời yêu thương, cái tình yêu thương nó được trao gửi là chính. Bởi vì mình biết rằng là cái tình thương nó dễ tác động đến người ta lắm. Nó dễ, nó là nó có thể làm cho người ta tan chảy, đúng không ạ? Theo cách nói văn chương một chút xíu. Và điều ở đây nữa là các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn học cho các bạn không, các bạn tìm hạnh phúc cho các bạn thông qua những việc mà chúng ta vượt qua những khó khăn chúng ta đi học, mà chính những cái hành động các bạn, chính những cái việc mà các bạn vượt khó khăn như vậy cũng truyền hạnh phúc cho người khác. Nhất là chính bạn, như bản thân mình hợp đây, khi nhìn thấy các bạn như vậy thì rất là hạnh phúc. Đó là cái giá trị của bạn cho cuộc đời này, chứ không phải là các bạn làm cho riêng các bạn đâu, mà các bạn còn tạo hạnh phúc cho rất nhiều người nữa. Dạ vâng, và với cái câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện vòng tay ấm, thì chúng ta có thể thấy rằng là dù thầy khá là gầy, khá là nhỏ con và khá là già rồi, năm nay thầy 75 rồi mà, nhưng mà cái vòng tay của thầy luôn luôn ấm áp để mà bao dung, che chở cho những cái hoàn cảnh khó khăn, và mang đến cho các bạn không chỉ là kiến thức mà cả cái tình yêu thương trong cuộc đời này. Cái quan trọng nhất có lẽ rằng là những cái giá trị làm người trong cuộc sống. Và hồi nãy chúng ta có nghe Ngọc Thảo nói về việc là cái cơ sở vật chất ở nơi này thì đã khá hơn rồi, nhưng mà có một điều là thiếu cái bộ loa là loa di động đó, kiểu như vậy. Theo Phương Huyền nghĩ giống như là cái loa mà cái micro giống như cái loa của mấy bạn cái dàn âm thanh của mấy bạn đi bán kẹo kéo đó. Thì nói thì có thể thì Phương Huyền nghĩ là cái này nó cũng không có nhiều tiền lắm, chắc khoảng 5 triệu đổ lại thôi, biết đâu ngày hôm nay chia sẻ của chương trình, nghe câu chuyện của thầy thì sẽ có mạnh thường quân nào đó hỗ trợ cái trường hợp này, giúp đỡ để mà cùng san sẻ với thầy, mang đến cho các em thêm cái niềm tin. Bây giờ thì chúng ta có thể nghe thêm cái điều ấp ủ của thầy. Thầy muốn cái mô hình xã hội học tập này trở thành hiện thực. Chứ thường thường thì trong một cái khoảng thì mình muôn vàn khó khăn, dường như là ai cũng bỏ quên mình. Thì mình đã vạch sẵn con đường đó rồi, thì mình đi để người ta thấy được rằng là cái quyết tâm của mình sẽ đi đến một cái thành công. Mà khi mình có được một cái xã hội học tập rồi thì muôn vàn hạnh phúc, đời sống của thanh thiếu niên nó có được ngành nghề của nó được vững đối với thời kỳ hội nhập, chắc chắn một điều vậy đó. Còn mà mình làm chưa tới nơi tới chốn, mình chưa trang bị nó thì nó sẽ chao đảo ngay. Vâng, rõ ràng cũng là những cái trăn trở đó, đúng không ạ? Những cái trăn trở làm sao không chỉ là cái chuyện bước tiếp, mà thầy cũng muốn là cái mô hình này, cái mô hình trung tâm học tập cộng đồng nó được mở rộng nhiều hơn để mà hỗ trợ nhiều hơn những cái hoàn cảnh, những cái bạn mà gặp khó khăn trong cái việc học. Thực ra thì đây là một cái mong muốn rất là giản dị, nhưng mà theo Phương Huyền biết là thầy đã đeo mang cái này khá là lâu rồi. Ngoài ra thì nghe chia sẻ của Ngọc Thảo á, là ở trường á, có cái điều này Phương Huyền nghĩ rằng là với những người như Phương Huyền, như Trần Minh Hợp là có thể hỗ trợ được nè. Là thầy muốn có truyện tranh. Nói là các em ở đây khá là thiếu truyện tranh. Truyện tranh lịch sử càng tốt. Rồi nếu mà có song ngữ nữa thì càng hay. Có nghĩa rằng là thầy không chỉ nghĩ cái chuyện là các em học kiến thức ở trong sách giáo khoa là đủ, mà các em còn phải được học thêm nhiều, học thêm về lịch sử, rồi là học thêm về ngoại ngữ, để thầy muốn trang bị đầy đủ nhất cho các em khi bước ra. Qua câu chuyện của thầy và lớp học thì cũng là một người dạy học, thì
Em xin cảm ơn thầy rất nhiều, bởi vì những điều mà thầy đã cố gắng và để tạo điều kiện cho rất nhiều cái mảnh đời có được cơ hội học tập, đó là một điều quý giá. Và với một cái điều mình nói về mặt tinh thần xã hội đi, thầy là người gieo trồng những hạt giống tốt cho xã hội, những hạt giống mà có thể nó một cái điều gì đó mà nó không thể nảy mầm tốt tươi được, thì thầy là một người làm điều đó, thì bản thân chúng em luôn luôn thấy được và mong muốn mình sẽ tham dự vào những cái phần cuộc sống đó. Về truyện tranh thì Minh Hợp cũng như chị Vân Huyền sẽ cố gắng hết sức để có thể là tập hợp cũng như là kêu gọi mọi người để đóng góp một cái phần gì đó nhỏ thôi cho trung tâm của mình, để ước nguyện của thầy cũng như là để tạo cho những điều kiện học tập và cũng như là giải trí tốt hơn cho các bạn của trung tâm. Nhân chương trình ngày hôm nay thì Minh Hợp xin đại diện cho quỹ Hạt Giống Tâm Hồn thì xin đóng góp 2 triệu đồng để thầy sắm sửa cái bộ loa phục vụ cho cái việc giảng dạy tốt hơn trung tâm, cũng như là để tạo điều kiện cho thầy đỡ vất vả hơn trong việc lo nghĩ những cái chuyện như thế này. Vâng, quỹ Hạt Giống Tâm Hồn thì chỉ có một cái khoản nhỏ là 2 triệu đồng, coi như đây là cái đóng góp trước để có thể là mua cái bộ loa. Và qua đây thì Phương Huyền với Minh Hợp cũng mong rằng là quý vị thính giả, những mạnh thường quân có lòng hảo tâm thì chúng ta có thể cùng chung tay làm những cái việc rất là nhỏ thôi ạ. Một bộ loa như Phương Huyền nói ban nãy là khoảng 5 triệu đổ lại thôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ nhận cái đóng góp truyện tranh như cái mong muốn của thầy, để có một cái tủ sách cho các em. Nếu được thì chúng ta có thể tạo một cái tủ sách, bởi vì ở đây thì rất là đa dạng về đối tượng, các em từ cấp 1 cho tới các anh chị, các cô chú cấp 3 thì nhiều cái đầu sách chúng ta có thể sử dụng được. Mọi đóng góp và chia sẻ thì các nhà hảo tâm có thể gửi trực tiếp về cho chương trình Hạt Giống Tâm Hồn, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể trực tiếp đến với Trung tâm Học Tập Cộng Đồng. Trung tâm nằm ở ngay dưới chân cầu vượt ngã tư ga hướng về Bình Dương. Vâng, cái địa chỉ này thì khá dễ tìm, có lẽ là quý vị đến đó thì chúng ta đều có thể hỏi thăm và mọi người đều biết đến thầy Nguyễn Thanh Hải. Và rất là cảm ơn đại sứ nhà văn Trần Minh Hợp đã đến với phòng thu để cùng chia sẻ câu chuyện. Xin cảm ơn chị Phương Huyền đã mời đến em tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và cảm ơn chị đã cho em tiếp xúc và lắng nghe một câu chuyện rất đẹp về người thầy, về trái tim rất ấm và vòng tay rất ấm của người thầy, để một người làm nghề dạy học như em có thể có động lực và cũng như là có những cái hạnh phúc, tìm được hạnh phúc nhiều hơn trong nghề của mình. Thay cách nhìn cuộc sống, đổi cảm nhận cà phê. Basio, cà phê của sự khác biệt. Tin vui cho ai bị sẹo, vết thâm sâu mụn, tinh chất nghệ kết hợp hệ vitamin Agnes Care mờ sẹo giảm thâm. Nên dùng kết hợp với kem rửa mặt Agnes Vitamin Cleanser để tăng cường hiệu quả Agnes mờ sẹo giảm thâm. Không hề bắt nắng. Sơn Play mới kết hợp hoàn hảo SPF 81 và BA 4+ chống tia UVA tối đa, tăng cường hiệu quả chống nắng. Sunplay da không sợ nắng, da vẫn trắng đều. Never say never, never say never. Vừa rồi là thông điệp từ đơn vị đồng hành. Một lần nữa thì Phương Huyền xin được gửi lời cảm ơn công ty sách First New Trí Việt, đơn vị đồng hành cà phê Passio và nhà tài trợ công ty Roto Mentholatum Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, để gieo những cái hạt mầm xuống những cái mảnh đất cằn khô thì cần phải có một cái sự chăm chút, một cái sự yêu thương giống như những gì mà thầy Nguyễn Thanh Hải đã dành cho cái nơi này, Trung tâm Học Tập Cộng Đồng, những học trò khó khăn, những học trò đặc biệt của mình. Và với tất cả chúng ta thì mỗi người chúng ta cũng đều có thể vun xới, chúng ta đều có thể cùng chăm chút những cái hạt mầm đó bằng cái tình yêu thương của mình. Thì Phương Huyền hy vọng rằng qua chương trình Hạt Giống Tâm Hồn, qua câu chuyện mà chúng ta cùng chia sẻ ngày hôm nay, quý vị sẽ cùng với hạt giống gửi đi những yêu thương đến với Trung tâm Học Tập Cộng Đồng, nơi mà có một người thầy có một vòng tay rất ấm, một cái trái tim tràn ngập
dòng máu nóng, dòng máu của cái tình yêu thương mà gửi tới tất cả những em học sinh. Thì một lần nữa Phương Huyền xin được nhắc lại là chương trình sẽ nhận mọi sự đóng góp, chia sẻ để hỗ trợ cho Trung tâm Học tập Cộng đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau.